Kính thưa các quý vị và thân chương trình, thì nên xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác của cô soạn giả nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu, bài hát được mang tên Đừng Buồn Nghe Em, qua phần thể hiện của Ngọc Mai và Trọng Nghĩa. Em đang muốn đi bước nào, 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 em đang muốn đi bước nào,
Amen.